Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, mẹ đến nhà con gái dọn dẹp và phát hiện chiếc tủ đông lớn đầy bất thường. Bà cảm thấy khó hiểu vì nhà chỉ có hai mẹ con rể đang ở xa thì cần gì đến tủ đông. Sự tò mò đã khiến bà muốn chết đứng vì bên trong là thi thể con rể đông cứng hơn một năm không gặp. Bằng và cha đều sinh sau năm 1990 và có một con gái, cả hai quen nhau khi cùng làm trong lĩnh vực bất động sản. Bàng đến từ An Huy, anh là con thứ hai trong gia đình có ba anh em trai. Bàng học giỏi từ nhỏ và hiểu chuyện, hiếm khi khiến bố mẹ lo lắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bàng làm việc trong một công ty môi giới bất động sản. Năm 2015, Bàng 27 tuổi, chuyển vùng công tác đến công ty bất động sản ở Giang Tô. Bàng là một nhân viên nhiệt tình và có trách nhiệm, anh rất được đồng nghiệp yêu thích. Tại Giang Tô, Bàng gặp cha, cô cũng đang làm môi giới bất động sản. Thời gian dần trôi, Bàng đem lòng yêu cha và hai người chính thức quen nhau. Với sự siêng năng và khả năng ăn nói tài tình, Bàng đã tích góp được khoản tiền và mua được nhà riêng ở thành phố Tô Châu. Tháng 1 năm 2020, Bàng và cha tự thành lập công ty bất động sản. Tuy nhiên, lúc này cha nói rằng cô có một khoản nợ, thế là Bàng đã bán nhà cho bạn gái trả nợ. Sự nghiệp về sau vẫn xem như an ổn, mặc dù không còn nhà riêng, đồng thời cũng đã đến lúc tính chuyện nên ra lập thất. Tháng 10 năm 2020, Bàng và cha kết hôn, đám cưới diễn ra rất bình thường. Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ của cha sau khi kết hôn. Thời gian sau lại dọn ra ở riêng nhờ sự trợ giúp tài chính của nhà vợ và cha chào đời. Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, bố mẹ Bàng ở An Huy thấy con trai thành đạt, gia đình êm ấm cũng yên lòng phần nào. Tuy nhiên cũng thời điểm này, cha mê đắm một người đàn ông chuyên livestream trên mạng xã hội và thường xuyên tặng tiền cho anh ta. Tiền Bàng kiếm được không đủ trang trải cho gia đình. Vì lý do này, hai vợ chồng bắt đầu phát sinh những trận mâu thuẫn cãi vã không hồi kết. Tháng 11 năm 2021, Bàng đột nhiên biệt tâm biệt tích. Tháng 12 năm 2021, bố mẹ ở An Huy liên lạc với Bàng nhưng điện thoại liên tục cúp máy. Mỗi lần đều có một tin nhắn gửi đến ngay, thể hiện anh ta đang bận nên không thể nghe điện thoại. Bố mẹ Bàng lo lắng cho con trai nên đã liên lạc với con dâu. Cha nói chồng đã đi trốn nợ đến nơi làm ăn. Sau đó, bố mẹ Bàng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của cha rằng công ty cần 150.000 nhân dân tệ, hơn 513 triệu đồng. Vì đến hạn trả tiền thuê mặt bằng, bố mẹ chồng không nghĩ nhiều vì họ nghĩ rằng trong thời kỳ dịch bệnh, con trai làm ăn túng thiếu cũng là chuyện dễ hiểu. Thế là họ chuyển tiền cho Bàng mà không nói một lời. Tuy nhiên, vài ngày sau, bố mẹ Bàng nhận được một tin nhắn khác từ con trai nói rằng anh nợ mẹ vợ 40.000 nhân dân tệ, hơn 136 triệu đồng. Cặp vợ chồng già cho rằng con trai họ đang sống ở nhà mẹ vợ. Dịch bệnh nghiêm trọng, trong dịp năm mới, hai vợ chồng Bàng cũng không về quê đoàn tụ với gia đình. Sau đó, bố mẹ Bàng tiếp tục nhận được tin nhắn từ con trai rằng gia đình nhỏ đang túng thiếu. Bố mẹ Bàng nghĩ rằng con trai đang bị lừa nên vội báo cảnh sát. Tuy nhiên, cha đã kịp thời trấn an bố mẹ chồng bằng việc cho họ biết cô vẫn đang liên lạc với Bàng. Cảm thấy có lỗi vì con trai chỉ biết gây nợ mà không lo cho vợ con, bố mẹ Bàng đã đến đón Tết Trung Thu năm 2022 với con dâu và cháu nội. Thời điểm này, đôi vợ chồng già không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, lúc này Bàng lại vay tiền em trai, người nhà rất lo lắng cho Bàng nên đã nhiều lần chuyển tiền giúp anh. Sau đó không lâu, mẹ của cha đến nhà con gái để dọn dẹp và phát hiện trong nhà bỗng nhiên có tủ đông lớn. Bà cảm thấy khó hiểu vì căn bản hiện tại chỉ có hai mẹ con nên không cần dùng đến tủ đông to như vậy. Mở cửa tủ đông ra vì tò mò, mẹ của cha như muốn chết đứng vì bên trong là con rể hơn một năm không gặp. Sau đó bà đã ngất đi vì sợ hãi. Hóa ra sau khi Bàng phát hiện ra cha đã tặng cho người đàn ông trên sóng livestream 300.000 nhân dân tệ, hơn 1 tỷ đồng, hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn to tiếng. Trong đợt dịch bệnh, công ty bất động sản của Bàng cũng phải đóng cửa, ở nhà vẫn phải nuôi con gái, anh vô cùng tức giận khi thấy vợ vung tiền cho trai. Nào ngờ cha từ nhỏ cũng đã được bố mẹ cưng chiều, làm sao có thể chịu được sự dỗ dàng của Bàng. Hơn nữa, bí mật đã bị chồng phát hiện nên cô nàng muối mặt và tức giận hơn. Vì lý do này, cha đã bí mật bỏ thuốc vào đồ ăn khiến Bàng chết trong tức tưởi. Để che giấu cái xác, cha đã mua về chiếc tủ đông lớn và cho thi thể chồng ngủ yên bên trong. Trong thời gian này, cha mẹ của cha nhiều lần muốn đến nhà nhưng đều bị từ chối. Cha cũng nói với bố mẹ rằng cô và Bàng đã đi làm việc ngoại tỉnh. Sau đó, vì sợ bị nghi ngờ nên cha chuyển về nhà sống. Nhưng đáng tiếc, vừa chuyển về thì mẹ đến dọn dẹp nhà cửa và phát hiện chân tướng.
Sau khi biết sự thật của vụ việc, bố mẹ Cha không thể tin rằng đứa con gái ngoan ngoãn của họ lại giết người và đã ra sức thuyết phục cô đi đầu thú. Sau khi Cha ra đầu thú, bố mẹ của Bàng mới biết đứa con trai mà họ ngày đêm mong nhớ đã bị con dâu giết chết. Điều khiến họ càng không thể chấp nhận được là con trai nằm trong tủ đông vào dịp Trung thu năm ngoái nhưng họ không hề hay biết. Chỉ trong 15 tháng, Cha đã sử dụng công cụ chuyển đổi giọng nói để bắt chước giọng của Bàng, gửi tin nhắn cho bố mẹ chồng và vay tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ. Cha cũng thỉnh thoảng sử dụng WeChat, ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc của chồng để đăng dòng trạng thái, khiến mọi người lầm tưởng rằng Bàng đang trốn nợ, vẽ ra hình tượng người chồng thất bại có lỗi với vợ con. Người vợ 30 tuổi này làm sao có đủ can đảm cùng con gái nhỏ sống suốt 15 tháng với cái xác của chồng. Điều này đã khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Cha đã tự tay phá hủy gia đình, sự bốc đồng chính là phần tối bên trong khiến con người làm ra những chuyện tàn nhẫn. Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2017 gây chấn động. Hôn nhân không hạnh phúc, một người đàn ông đã lên kế hoạch sát hại vợ, giấu xác trong tủ đông hơn 100 ngày, khi biết không thể giữ bí mật mới đi tự thú. Trong lần thứ 60 của ông Dương Cảm Liên, con gái Dương Lệ Bình hẹn sẽ cùng chồng là Chu Hiểu Đông đến chung vui cùng cả gia đình. Ông Liên đã không gặp con trong 3 tháng, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin. Dù thấy lạ, ông nghĩ chắc con bận nên không để tâm. Đến ngày tổ chức tiệc, ông Liên không thể liên lạc được với con gái và con rể nên gọi cho nhà thông gia. Khoảng 17 giờ mẹ Đông nói qua điện thoại, Lệ Bình xảy ra chút chuyện, đang ở đồn cảnh sát ở đường Quảng Trung, ông bà đến đó đi. Tới nơi, cảnh sát thu điện thoại di động của vợ chồng ông, gọi vào phòng họp và yêu cầu nhớ lại lần cuối cùng gặp con gái. Ngay sau đó, hai người được thông báo con gái đã tử vong, hung thủ chính là Đông. Dương Lệ Bình, sinh năm 1987 ở Thượng Hải, từ nhỏ được khen ngoan ngoãn, thông minh và xinh đẹp. Bình có cuộc sống suôn sẻ, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành giáo viên. Đông có bằng trung cấp trường nghề, bắt đầu đi làm năm 19 tuổi. Nhờ ngoại hình bảnh trai, Đông từng tham gia chương trình thực tế tuyển chọn ca sĩ trên truyền hình, nhưng bị loại. Năm 2012, trong một buổi hội ngộ các bạn cấp 3, Đông gặp Bình và chủ động làm quen. Tháng 10 năm 2013, cả hai yêu nhau. Đông là nhân viên kiểm đếm kiêm bán hàng của một công ty thời trang, lương tháng 4.000 đến 5.000 nhân dân tệ, còn Bình thu nhập gấp đôi. Khi Đông theo đuổi, một người bạn từng nói với Bình về khoảng cách giữa họ, nhưng cô không quan tâm, tin rằng hai người sẽ xây dựng tương lai. Đông là bạn trai đầu tiên của Bình dẫn về nhà ra mắt. Cô từng nói với mẹ thích Đông vì đẹp trai, thích sạch sẽ, biết nấu ăn. Ấn tượng ban đầu của vợ chồng Liên là Đông ít nói, điều kiện kinh tế không tốt, bố mẹ ly dị từ nhỏ. Nhưng thấy con gái thích, họ không xen vào mối quan hệ của hai người mà chỉ nhắc nhở về những áp lực sau này. Đắm chìm trong tình yêu, Bình bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, biết Đông có nhiều thói xấu như vay nặng lãi, cờ bạc, thường lui tới hộp đêm, Bình vẫn chấp nhận, thậm chí từng vay bạn học hàng chục nghìn nhân dân tệ để giúp người yêu trả nợ. Bạn bè xung quanh cảnh báo Đông lăng nhăng. Chính Bình cũng phát hiện anh ta không chung thủy ngay trước khi cưới, nhưng rồi lại tha thứ. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bình và Đông đăng ký kết hôn, chung sống trong căn nhà cũ 30m² tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải. Nhà gái phải bỏ tiền sửa phòng tân hôn, không có váy cưới và tiệc cưới. Sau khi kết hôn, Đông luôn diện đồ hiệu đắt tiền, còn Bình phải lo tiết kiệm chi tiêu, không dám ăn mặc trang điểm đẹp. Chưa được một năm chung sống, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần cãi vã. Đông khai, ngày 25 tháng 8 năm 2016, vợ chồng ầm ĩ đòi ly hôn. Cũng vào ngày này, Đông vay ngân hàng 44.000 nhân dân tệ. 3 ngày sau, Đông mua 2 cuốn sách trên mạng, nội dung về cái chết và kiến thức giám định pháp y. Thời gian mua sách là vào sáng sớm, tình tiết giết người và giấu xác trong sách rất giống với những gì xảy ra sau đó. Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Đông nói với Bình, công ty sắp tuyên chuyển anh ta sang Hồng Kông học tập và làm việc với mức lương tháng 20.000 nhân dân tệ. Đông đề nghị vợ nghỉ dạy đến Hồng Kông cùng mình, Bình đồng ý. Cùng ngày, họ đến trường nơi Bình đang làm việc để nộp đơn xin từ chức. Tuy nhiên, vụ chuyển công tác chỉ là nói dối. 6 ngày sau khi vợ nộp đơn, tức là vào ngày 20 tháng 9, Đông lặng lẽ từ chức. Ngày 22 tháng 9, Đông mua chiếc tủ đông có dung tích 202 lít để trên ban công. Ngày 15 tháng 10, hai vợ chồng đến Hàng Châu chơi, hôm sau trở về Thượng Hải, Đông sát hại Bình vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 18 tháng 10, sau đó dùng chăn bọc và nhét vào tủ đông. Tuy nhiên, phía luật sư của gia đình nạn nhân phát hiện Đông nói dối, thời gian gây án sớm hơn vào sáng ngày 17 tháng 10.
Bằng chứng cho thấy, lúc 10 giờ 25 phút ngày 17 tháng 10, Đông mở khóa điện thoại di động của Bình, tự chuyển cho mình 44.000 nhân dân tệ và trả số tiền đã vay ngân hàng. Khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 10, Đông mua chiếc camera trên mạng, lắp đặt hướng vào tủ đông nơi giấu xác, có chức năng phát cảnh báo qua điện thoại khi có người đến gần. Ngày 18 tháng 10, Đông rời Thượng Hải đến Nam Thông, sau đó đi du lịch Hàn Quốc cùng một phụ nữ. Trong 105 ngày kể từ khi gây án đến khi ra đầu thú, Đông nhiều lần sử dụng chứng minh thư của Bình để thuê phòng với nhiều phụ nữ và dùng thẻ ngân hàng của vợ để tiêu xài. Anh ta mua nhiều quần áo trang sức hàng hiệu và thuốc bổ cho nam giới. Đông đăng bài viết trên mạng xã hội dưới tên Bình, giả giọng điệu của Bình để nói chuyện với bạn bè và gia đình cô, khiến nhiều người tưởng rằng Bình vẫn còn sống. Bất cứ khi nào có người gọi điện đến cho Bình, anh ta đều từ chối trả lời với lý do bận và không tiện nghe máy chỉ nhắn tin. Ngày 31 tháng 1 năm 2017, Đông trở về nhà, ôm điện thoại chơi game. Ngày 1 tháng 2, Đông thú nhận sát hại vợ với bố mẹ, rồi được thuyết phục ra đồn cảnh sát tự thú. Sau đó, tại phiên tòa xét xử, Đông thừa nhận ngoại tình trong hôn nhân, khai rõ tên tuổi và thông tin của nam phụ nữ, đồng thời thừa nhận duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều phụ nữ trước khi kết hôn. Người đàn ông này sau đó đã phải nhận án tử hình vì hành vi tội ác của mình. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.